Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Trong video ngày hôm nay, tôi cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nữ mạng trong 6 tháng cuối năm âm lịch. Trong 6 tháng cuối năm âm lịch thì vận trình của quý vị sẽ ra sao, vận hạn thế nào và gặp phải những cái điều khó khăn gì trong cuộc sống và làm cách nào để có thể hóa giải được. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn tuổi canh tí đúng không ạ? Về số lá số tử vi của tuổi canh tí sinh năm 1960 nữa mạng Trong năm 2023 về 6 tháng cuối năm âm lịch. Tức là từ tháng 6 âm lịch là tháng kỷ mùi đến tháng 12 là tháng ất sửu thì xem vận hạn ra sao và các bác cần phải chú ý những điều gì đúng không ạ? Để có được cái tài lộc, cái sức khỏe cũng như là cái sự bình an trong cuộc sống. Trong 6 tháng cuối năm ấy, thì tháng nào gặp hạn để chúng ta cần phải tránh để tránh thì biết được để có được cái cuộc sống nó tốt hơn đó bây giờ chúng ta bắt đầu cùng vào vận trình đấy của cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 nữ mạng thì chúng ta biết đấy những người sinh năm 1960 nữ mạng thì năm 2023 năm quý mão là 64 tuổi đó và người này thì có lá số là dương nữ dương nữ có ngũ hành là bích thượng thổ trong năm 2023 năm quý mão thì chúng ta có cục diện là tí và mão là tương hình nhau vậy nên những người tuổi canh tí canh tí đúng không ạ dính vào cục diện là hình thái tuế Vậy nên để tăng cường cái vận thế của năm thì các bác tuổi canh tí sinh năm 1960 thì cũng cần phải sử dụng một cái kim bài thái tuế để hóa giải cái vận hạn thái tuế giúp cho vận trình năm từ dần cuối năm nó được thuận lợi và và may mắn hơn. Thì mặt trước của kim bài thái tuế có in hình là thái tuế đúng không ạ? Thái tuế tinh quân cũng như là cái niên hiệu của năm. Kèm theo là gì? Mặt sau là có in hình là cái phù thái tuế để hóa giải cái hạn hóa giải cái hạn thái tuế cho năm. Đó. Đây là sử dụng trong năm là 1963 và năm 2023 nhé đó vậy nên các bác nhớ là luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế bằng cách là liên hệ với số là chín nhá tôi đọc lại này 0989 này 34 này 9119 này để thỉnh cái kim bài thái tuế này đó à, tiếp theo chúng ta xét này về phần sức khỏe đó chúng ta có mão mộc gặp tí thủy thì trong cái năm 2023 nó quý mão ấy, thì được cục diện là mộc thủy là tương sinh vậy nên là cái chuyện tình cảm thì nó cũng khá là tốt và sức khỏe thì cũng không bị nhiều ảnh hưởng đó bên cạnh đó thì trong năm 2023 thì ở cái tuổi 64 này 64 này thì bị hạn sao là hạn sao kế đô đúng không ạ sao hạn là sao kế đô và hạn năm nó là cái hạn thiên tinh đấy. thiên tinh mắc phải thì họa tay ngục hình ấy. đấy cái này cũng cần phải lưu ý này các bác nên để ý đến cái câu chuyện của mình khi mà đặc biệt là với những người mà mà đang đương chức đương quyền ấy, những người là quản lý ấy, thì nên là nếu mà khi mà ký kết giấy tờ gì thì cũng phải nhìn thật kỹ dò thật kỹ là kiểm tra một cách chi tiết kẻo để những sai sót nó dính dán đến cái chuyện liên quan đến pháp luật đúng hay đó còn cái hạn sau cái đô nó xảy ra vào tháng 3 và tháng 9 đó. như vậy cái hạn tháng 3 thì các bác qua rồi đúng không ạ bây giờ còn cái tháng 9 năm lịch nữa tháng 9 là tháng nghiêm tuất thì các bác cũng phải hết sức lưu ý nhá đó bên cạnh đó là năm nay thì bị phạm ở kim lâu thân này đó đấy thì hoang ốc thì không bị phạm còn tam tai thì vẫn đang phạm ở năm thứ hai vậy nên trong năm 2023 nghìn năm quý mão thì để hóa giải cái vận hạn do những cái sao số nó mang lại thì các bác sẽ sử dụng cái linh phủ giải hạn nhé linh phù giải hạn đây là cái phù bách họa nó giải hạn được tất cả các lời hạn như là sau cái đô này hạn thiên tinh này và và hạn tam tai và hạn tam tai để giúp cho gia chủ có cuộc sống là yên bình và viên mãn hơn đó ở trong năm nay thì chúng ta có gì canh tí canh gặp quý đúng không thì nó là nó là thương quan nó là thương quan nó là thương quan nó ý nói là trong cái thời gian này thì các bác nên cẩn thận về cái chuyện chức quyền đấy đôi khi là vì cái này vì cái hạn thiên tinh này nó họa tay ngọc hình nó các bác làm ẩu một chút ấy thì rất dễ xảy ra những chuyện là sai sót và rất dễ bị mất việc đó vậy nên là cũng cần phải cẩn thận cái thương quan cái thương quan nó chủ về cái chuyện là cẩn thận về cái công việc mất chức hoặc là thôi việc hoặc là bỏ học giữa trường vân vân thì các bác làm gì cũng cần phải có quyết tâm và làm gì cũng phải cần cẩn thận thì mới mong được thành công và các bác trong thời gian này cũng nên bỏ cái tính là cả thèm chóng chán và để cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn đó đó là tổng quan của cái năm 2023 nó quý mão Bây giờ chúng ta cùng xét về vận trình từng tháng 1 đúng không ạ? Từng tháng 1, đầu tiên là tháng 6 lịch. Tháng 6 lịch đó là tháng kỷ mùi. À, chúng ta có tí và mùi là quan hệ lục hại đúng không ạ? Vậy nên ý nói là trong cái cái tháng này thì về phần công việc thì cái cục diện tương hại nó sẽ làm cho những người tuổi canh tí này, nữ mạng này sẽ thiếu đi cái sự tỉnh táo trong công việc và dễ đánh mất cái sự sáng suốt thường ngày. Vậy nên là quý vị trong thời gian này nên nhìn nhận sự việc theo một cách lý trí để tránh cảm xúc nó lớn áp và trong thời gian này cũng không nên tin tưởng người khác quá tránh cho người khác vay tiền kéo lại gì gặp cái chuyện là mất mát về tiền bạc và mất anh mất em mất bạn mất bè đó và cục bên cạnh đó nữa là gì có tí thủy này gặp mùi thổ thổ thủy là tương khắc vậy nên trong thời gian này các bác này rất dễ xảy chuyện xung khắc này xung khắc vợ chồng đấy cái mối quan hệ nó sẽ ngày càng bị đẩy lên cao vậy nên là các bác hết hết sức phải lưu ý về cái chuyện tình cảm nhé đó. À, tiếp theo là chúng ta có gì có canh này canh gặp kỷ cách gặp kỷ thì nó là thiên ấn nó là thiên ấn nó là thiên ấn thì nó cũng nói lên rằng các công việc mà các bác đang làm ấy thì sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ vậy nên là làm việc gì thì cũng sẽ khôn ngoan hơn nhạy bén hơn à, chỉ cần các bác thì làm khéo léo một chút khéo léo hơn nữa trong phần giao tiếp thôi tức là gì cục diện tương hại nó ăn ngứa đúng không ạ các bác khéo léo trong một chút giao tiếp thôi thì sẽ tránh được cái họa tiểu nhân đó. và bên cạnh đó nữa là gì chúng ta có tháng, tháng à, tuổi canh tí đó à, canh thì à, lấy thân xỉu mùi làm quý nhân vậy nên là kỷ mùi đúng không ạ thì là quý nhân của những người tuổi canh tí đấy, vậy nên là tháng này vừa được quý nhân giúp đỡ này hơn nữa lại có cái lưu niên ở quan phù và hỷ thần vậy nên là chứng tỏ cái công việc trong tháng này của các bác rất là tốt công việc tốt nha công việc tốt đấy chỉ mắc mỗi cái bệnh là gì khẩu thiệt thị phi xung khắc vợ chồng thôi đó. À, tiếp theo chúng ta xét là trong tháng kỷ mùi thì có địa chi mùi mùi là ẩn tàng ba thiên can là kỷ ất và đinh đúng không ạ à, chúng ta có canh gặp kỷ canh gặp kỷ thì nó là thiên ấn canh gặp ất thì nó là gì là chính tài và canh gặp đinh thì nó là gì nó là chính quan chính quan đó vậy nên là trong cái thời gian này canh gặp ất là thiên ấn thì thiên ấn nó nói lên một điều là cái công việc của các bác sẽ được thì quý nhân tương trợ giúp đỡ đó. như vậy là gì vẫn tốt về công việc và cái thu nhập chính của các bác này vẫn là từ gì từ công việc chính thì công việc chính nhá do các bác làm tốt công việc nên là sẽ có cái nguồn thu nhập ổn định không có gì phải lo nghĩ tiếp theo là gặp chính quan thì chính quan cũng nói lên ra là trong cái thời gian này thì công việc nó cũng sẽ là thanh thông thuận lợi và có nhiều cái điểm sáng để được bạn bè giúp đỡ và trong cái công việc thì mình luôn với cái tinh thần phơi phới các bác không vui không được ấy, vì đây có hỷ thần lưu niên nó ăn ngữ này nó đây này hỷ thần này lại có liên quan phù này quan chức nói chung là đặc biệt là trong cái tháng, tháng 6 sáu này này những ai mà đang đương chức đương vận đương quyền ý thì rất dễ có cơ may là thăng chức tăng lương vì là có gì có thiên ấn này đó như vậy là gì trong tháng sáu lịch các bác chú ý về vấn đề về về khẩu thiệt thị phi nhé về quan hệ vợ chồng làm sao để cho nó được tốt lên đó tiếp theo chúng ta xem tháng 7 tháng 7 âm lịch nó là tháng canh thân đó. chúng ta có tí gặp thân thì nó là không diện là gì là tam hợp lại được bán tam hợp nó phù trợ vậy nên những người tuổi canh tí thì sẽ có cơ hội gặp được quý nhân đối phương có thể là những người thân người bạn bè hoặc là những người đồng nghiệp những người mình đã quen biết từ trước có thể là người yêu cũ chẳng hạn đó họ sẽ giới thiệu cho các bác những cái cơ hội phát triển và hợp tác vô cùng đáng quý cũng như là gì những cái khó khăn trong công việc thì cũng sẽ được giải quyết một cách là thỏa đáng trong cái tháng này trong tháng 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 bảy này vậy nên tháng 7 âm lịch nó là tháng cô hồn với ai đó nhưng mà là một cái tháng cực kỳ may mắn với những người canh tí một chỉ sáu nữ mạng nhá ở trong thời gian này thì chúng ta có này thân thân kim sinh cho tí thủy vậy nên là cái chuyện tình cảm được hài hòa tình cảm thì hài hòa trở lại đó tiếp đến là gì chúng ta có canh mà gặp canh ấy canh gặp canh nó là gì nó là tỷ kiên tỷ kiên đúng không thì tỷ kiên nó cũng nói nói lên một điều là khi làm các bác phải cẩn thận với cấp dưới với đồng nghiệp Đấy. nói chung là không phải là công việc thì ai cũng thân thiện cũng hiền lành cả các bác phải hết sức để tâm để chọn những người chọn bạn mà chơi và để ý những người mà mình có thể tâm sự được có thể chia sẻ được Đấy. thì có gì à, thứ, thứ nhất là có địa chi tân địa chi thân thân thì có ẩn tàng ba thiên can là canh nhâm và mậu đúng không ạ canh gặp canh thì nó là tỷ kiên nó vẫn là tỷ kiếp trùng trùng ạ canh gặp nhâm thì nó là gì nó là thực thần đúng không ạ và canh gặp mậu nó là thiên ấn như vậy là gì cái thực thần nó báo hiệu là những người tuổi tuổi canh thợ à, những người tuổi canh tí 1960 ấy, thì rất dễ có cơ hội là được bạn bè được người thân mời đi ăn đi uống và được lộc được lộc nhỏ có thể cái lọc này là do gì con cái biếu tặng do là họ làm ăn được hoặc là gì do là các bác đôi khi thì cũng cơ may là đi đâu đó là được người khác cho tiền đó tiếp theo là một người canh gặp mộn là thiên ấn thiên ấn cũng sẽ nói lên sự may mắn về công việc nói chung là cái tháng này ấy, được tam hợp trợ lực này đó tài chính thì cũng ổn định này và cái công việc thì nó cũng thuận lợi vậy nên là là một cái tháng là cực kỳ may mắn với những người tuổi canh tí nữ mạng là cái tí nữ mạng sinh năm 1960 tiếp đến chúng ta cùng xét đến tháng 8 tháng 8 âm lịch là tháng tân dậu đúng không ạ thì trong cái tháng này chúng ta cục diện là tý và dậu là là tương phá nó là cục diện tương phá vậy nên là trong thời gian này thì uh, những người tuổi canh tí một chín được nhắc nhở rằng nên chú ý đến những cái hạng mục công việc còn đang dở dang của mình à, quý vị nên tập trung giải quyết gọn gàng sạch sẽ hạn chế lo những chuyện bao đồng và cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy là trong cái tháng này này các bác gặp khá nhiều cái chuyện khẩu thiệt thị phi nó từ bên ngoài nó 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 chêm vào nên là khiến cho mọi việc trong cái thời gian này nó cũng sẽ bị bị gì bị là khó khăn chắc chở đó. bên cạnh đó lại thêm cái gì cái lưu niên đại hao đáo vào cái này là cái chủ về chuyện mất mát về tiền bạc kiểu gì trong tháng này cũng phải chi tiêu tiêu tiền đấy vậy nên là các bác phải hết sức lưu ý à, và để giải quyết cái hạn tiểu nhân hãm hại hãm hại sau lưng ấy và gây ra những cái sự phiền nhiễu cho những người tuổi những người tuổi 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 canh tí một thì các bác cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn Đấy. cái vòng tam hợp quý nhân thân tía thìn khi đeo bên mình ấy, thì nó sẽ giúp cho hóa giải cái hạn tiểu nhân và tăng cường cái vận quý nhân đây nó sử dụng ba cái hạt tam hợp là thân tí thìn đúng không ạ thân tí thìn để mang lại cái tài lộc và cái sức khỏe cho các bạn hóa giải những cái thị phi xung sát đó. và ba hạt này được làm từ hạt đá mã não Đấy. mã não là một trong những loại thạch anh ấy. nó là hạt có năng lượng cao Đấy. tức tức là tăng cường năng lượng dương tăng cường sức khỏe cho các bác bên cạnh đó thì được sử dụng từ cái hạt đây hạt này là gọi là hạt gỗ xưa hàn gỗ xưa thì là một trong loại gỗ quý mà được các thầy chuyên dùng để làm cái vật phẩm phong thủy là kỵ tả hóa sát vậy nên là sử dụng cái vòng tăng hợp quý nhân nó sẽ hóa giải được cái hạn thị phi cũng như là cái hạn tiểu nhân hãm hại đối với các bác tuổi canh tí 1960 nghìn nữa ạ à. À, và cái vòng tăng hợp này cũng được là khai quang trì chú và xem ngày sử dụng nhé vậy nên các bác thỉnh về thì sẽ có cái nghi thức đặt đẻ cũng như là nghi thức đeo như thế nào cho hợp lý và để kích hoạt được cái cung quý nhân lên hóa giải những thị phi xung sát, giúp cho vợ chồng hạnh phúc hòa thuận và công việc thì anh thông thuận lợi đó. Tiếp theo chúng ta có này, trong tháng này thì tân đúng không ạ? Thiên can tân canh mà gặp tân canh gặp tân thì nó là gì? Là kiếp tài, kiếp tài lâm vận. Vậy nên là đấy kiểu gì cũng mất mát về tiền bạc đúng không ạ? Kiếp tài nó chủ về cái chuyện là tiền bạc hư hao đúng không ạ? Công việc thì bận rộn mà thu nhập thì lại không có. Bên cạnh đó là gì? Chúng ta có thiên can dậu này, địa chi dậu dậu mà gặp gì? Gặp tân. Đấy địa, địa chi dậu nó ẩn tàng cái thiên can tân ấy, mà canh mà gặp tân, canh mà gặp tân thì nó là gì? nó là nó lại là kiếp tài tiếp, Ê, kiếp tài hai cái là tỷ kiếp trùng trùng đấy, tài lộc thì hư hao, nói chung là tháng này này về nó được mỗi cái sức khỏe thôi, sức khỏe thôi, còn nó ra đạo các thứ là công việc là bất ổn hết, đấy, nếu mà các bác nào mà đang làm việc ấy, thì các bác không làm việc nữa mà ở nhà trông con trông cháu thì ok không phải lo gì, chỉ cẩn thận về phần à, về phần à, khẩu thiệt thị phi thôi, cãi vã với con cháu với người nhà thường xuyên thôi chứ còn về sức khỏe thì tốt nhé còn các bác đang làm việc cẩn thận về công việc của mình đó à, tiếp theo chúng ta sẽ tháng 9 âm lịch tháng 9 là tháng nhâm tuất đúng không ạ chúng ta có tí gặp tuất tí gặp tuất tuất thổ mà gặp tí thủy thổ thủy là tương khắc bị lệnh tháng nó khác vậy nên là cái phần công việc là phần gia đạo sức khỏe đúng không ạ phần gia đạo là gì có sự xung khắc này gia đạo tâm chuyện tình cảm đấy có sự xung khắc gia đạo thì xung khắc bất hòa hay xảy ra những cái chuyện là khẩu thiệt thị phi hay cãi nhau cãi vãi nhau bất thình lình đó và hơn nữa là gì trong tháng này lại có chúng ta có là nhâm này nhâm mà gặp canh đúng không? canh mà gặp nhâm ấy, thì nó là gì nó là thực thần thực thần đúng không ạ thực thần nó chiếu mệnh vậy nên là nói là các bác trong thời gian này nói chung là cái tháng này này là cũng khá là vui khá là vui vẻ khá là vui vẻ vì có gì có Long Đức hơn nữa là cái thực thần nó cũng báo hiệu cho cho các bác là trong tháng này thì cũng khá có lòng ăn uống có lòng ăn uống đúng không ạ, ăn uống được người khác mời đi ăn hoặc là được cấp trên để, để, để khao vì một cái thành tích nào đó mà công việc thì cũng gặp may mắn khi mà được thực thần chiếu mệnh cái thực thần nó cũng nói lên chuyện là có tiền bạc có tiền bạc thì có thể là các bác làm tốt cũng được xếp thưởng hoặc là gì được bạn bè con cái con cái nó về nó làm ăn được nó cho tiền nó báo hiếu vân vân đó À, chúng ta có bên cạnh đó chúng ta có thiên can là gì à, chúng ta có tuất này địa chi tuất tuất thì ẩn tàng ba thiên can là mậu canh và tân đúng không? chúng ta có canh mà gặp mậu canh gặp mậu thì nó là thiên ấn à, canh mà gặp mà đinh ấy, thì nó là chính quan canh gặp tân nó là kiếp tài kiếp tài nhá kiếp tài thì kiếp trùng trùng như vậy nói là một điều là gì ở đây có thiên ấn nó chiếu mệnh như vậy là có chuyện thăng quan tiến chức ở trong thời gian này các bác mà xin được tăng lương ấy tăng lương hoặc là các bác làm tốt xin được cấp trên nâng lên cái vị trí cao hơn cũng rất dễ nhá đây nó có thiên ấn nó no trợ mệnh này tiếp theo là gì có chính quan có chính quan nói công lên rằng cái công việc ấy, công việc là các bác làm rất vui vẻ rất thuận lợi và mọi việc sẽ được hỗ trợ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và sẽ có những cái thành công nhất định Đấy. bên cạnh đó có kiếp tài nó lâm vận kiếp tài này thì nó chủ về cái sự gì về sự là khẩu thiệt rắc rối giữa các đồng nghiệp giữa những người không thiện trí trong công việc ấy. và gây những áp lực công việc cho mình bên cạnh đó này lại có lưu niên phục binh này phục binh là ăn ngữ vậy nên là nó sẽ làm cho gì cái vận thế của những người tuổi canh tí một sáu nữ mạng ấy, lại gặp chắc trở hơn vậy nên các bác nhớ nhá nhớ là hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân luôn đeo bên mình để hóa giải cái vận hạn của năm đó hóa giải cái khẩu thiệt thị phi thì công việc sẽ tốt hơn đúng không ạ tiền bơm vào sẽ được nhiều hơn đó đó là những người tuổi canh tí này 1960 nữ mạng vào tháng 9 tiếp đến chúng ta xét tháng 10 tháng 10 thì là những người tuổi canh tí này tí gặp hợi thì là bình hòa này đó tình cảm thì hài hòa không có gì cả bên cạnh đó thì các bác do này thì hai hành thủy nó quá vượng đúng không? tí thủy hợi thủy vậy nên là các bác cần phải cẩn thận về sức khỏe của mình đấy và trong tháng thì cũng có gì có liên liên quan phù này đà la này và bạch hổ đặc biệt là cái bạch hổ này nó chủ về những cái tai nạn bất ngờ chủ ra những cái tai họa bất ngờ đập đến cũng như là chủ về cái vật sắc nhọn nó dao kéo nó đâm vào. vậy nên trong thời gian này làm gì thì các bác cũng cần phải cẩn thận nhé. À, tiếp theo chúng ta có canh này. chúng ta có canh mà gặp gì gặp quý thì nó là gì? canh gặp quý nó là thiên quan. thiên quan nhé. gặp được thiên quan này hơn nữa là gì? trong cái địa chi hội ấy hội thì ẩn tàng thiên can là nhâm và giáp. Đấy, nhâm gặp uh, canh mà gặp nhâm thì nó là thực thần. canh gặp giáp thì là gì? gọi là thiên tài. Đó, thiên tài tức là cái tài từ trên trời rơi xuống như vậy là gì trong cái thời gian này thì cái công việc của các bác vượt tổng quan ấy về trong tháng tháng mười âm lịch ấy thì có gì có thương quan lâm vận vậy nên là cẩn thận về cái chuyện là mất chức mất quyền Đấy, công việc tháng này nó không tốt nói chung về tổng quan công việc là không tốt nhá không tốt công việc không tốt này công việc xấu này Rồi sức khỏe cũng gì cũng không được đảm bảo này được mỗi cái tình cảm thôi lãi mỗi cái tình cảm thôi Đấy, và trong tháng này thì mặc dù là công việc không tốt nhưng mà vẫn có lộc ăn uống nhá vẫn có lộc ăn uống vẫn được gì người khác cho tiền vẫn được người khác thì người khác cho tiền ấy giáp uh, thiên tài mà gặp vận thiên tài vẫn được cho những khoản tiền nhỏ và vẫn được gì mời đi ăn vậy đây là cũng là một cái tháng nói chung là đánh giá ở mức độ cắt trung bình với những người tuổi canh tí một chín sáu à, tiếp theo chúng ta xem tháng 11 tháng 11 đó là tháng giáp tí đúng không? tháng giáp tí chúng ta có tí với tí là tỷ hòa bình hòa nhưng mà cái quan hệ vợ chồng trong tháng này nó cũng sẽ được hài hòa hơn giảm bớt đi cái sự lo âu phần nào cho các bác tuổi canh tí 1960 à, chúng ta có canh gặp giáp thì nó là gì canh gặp giáp thì nó là thiên tài nhé là thiên tài đúng không ạ canh gặp quý thì nó là nó là canh gặp quý thì nó là thương quan Đó. thì trong tháng này nói lên một điều là các bác địa canh mà gặp giáp là thiên tài đúng không ạ thì cái vận về tài vận của những người về tiền tài ấy, tiền tài của những người tuổi canh tí trong tháng này khá là tốt đấy hơn nữa là gì các bác lại được gì lưu niên phúc đức này thiên đức này lại được lộc tồn này lộc tồn này nó cũng chủ về cái tiền bạc Đấy thì tháng này làm ăn có lộc này làm ăn có lộc được lộc thiên tài nó đau vận hơn nữa là gì được lưu niên bác sĩ vậy nên là gì trong tháng này có bệnh tật thì cũng dễ khỏi và cái sức khỏe thì nó cũng rất là rất là tốt rất ổn định nhé chúng ta xem tháng cuối cùng là tháng ất sửu đúng không ạ chúng ta có tí và sửu tí thủy và sửu thổ đúng không ạ à, sửu thổ khắc tí thủy vậy nên trong cái tháng này này lại khắc khẩu này vợ chồng thì hay cãi vã đấy nhiều tiền thì sinh ra cãi vã mà hay cãi vã vợ chồng hay cãi vã tiếp theo là gì nhưng mà lại được cục diện là tí và xỉu nhị hợp mặc dù là đỡ cãi nhưng lại hợp mà công việc trong tháng này thì cũng gì cũng được tương trợ giúp đỡ đấy thì có những cái bước tiến rõ rệt trong công việc và những người tuổi tuổi canh tí một chín sáu trong thời gian này cũng sẽ nhạy bén hơn biết cách làm ăn đấy. có thể là các bác lấy một ít đồ tết về bán thì lại có thể thu thêm được những lợi nhuận đáng kể đó chúng ta có canh gặp ất thì nó là gì là chính tài đó tiếp theo canh gặp kỷ canh gặp kỷ thì nó là gì là thiên ấn đó canh gặp tân thì nó là gì nó là kiếp tài và canh gặp quý canh gặp quý thì nó là gì? thương quan đúng không chúng ta có canh này lấy canh lấy lộc tại thân lấy sửu mùi làm quý nhân đúng không ạ thì trong cái tháng này được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé canh lấy lộc tại thân lấy sửu mùi làm quý nhân vậy chỉ là tháng này này những người tuổi canh tí được quý nhân giúp đỡ nên là công việc sẽ hanh thông thuận lợi, thuận lợi đúng không ạ dẫn đến là gì mọi việc nó sẽ được 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 thuận lợi hành thông này bên cạnh đó thì công việc thì đôi chút là khắc mắc do khẩu thiệt thị phi này do các thương quan này đấy nhưng mà có thì có chuyện thăng quan tiến chức này có thiên ấn này, dễ được thăng quan tiến chức và dễ được đề bạt lên các bác trong thời gian này đề xuất tăng lương tăng thưởng thì cũng dễ được chấp nhận hơn nhé đó đó là những người tuổi 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 canh tí một nghìn chín tháng 12 âm lịch và trong tháng 12 âm lịch các bác cần phải lưu ý này có kình dương có lực sĩ và lưu niên điếu khách ừ. có thể là do quý nhân giúp đỡ đúng không ạ các bác tiếp quý nhân không, chi cho khoản tiền để được gì để được hỗ trợ cho công việc được hay thông thuận lợi hơn thì đây đôi khi cũng là cái khoản chi là hoàn toàn xứng đáng hơn nữa cái khoản chi này thì đôi khi nó là cái dịp cuối năm ấy, nó cũng là những cái việc phải chi để cho cái cuộc liên hoan đấy đến cuộc liên hoan của cảm ơn hoặc là tri ân bạn bè vân vân hoặc là chi cho những người nhà mình mừng tuổi mừng tiếp cho các cháu hoặc là cho con cái tiền để các bác để, để con cái tổ chức mua sắm đồ tết chẳng hạn đấy vân thì nó chính là cái điều khách đó, đó, là cái tháng 12 lịch. Thì về tháng 12 lịch thì tổng quan các bác chú ý về chuyện là xung khắc đúng không ạ? Xung khắc vợ chồng. Và để hóa giải cái xung khắc vợ chồng này thì các bác sử dụng một cái vòng tăng hợp quý nhân. Thân tí thìn như từ đầu ấy, đeo từ tháng 6. Đấy, để nó tăng cường cái khí của quý nhân. Nó sẽ giúp các bác là công việc hay thông thuận lợi và tài lộc nó sẽ đến. Đó. Đó là về cái tuổi uh, canh tí 1960, tổng quan năm 2023 về 6 tháng cuối năm. Như vậy là tổng quan 6 tháng cuối năm này thì thứ nhất về sức khỏe ấy, về sức khỏe của các bác thì là nó tốt nhất là nó rơi vào tầm tháng cái tháng tháng 11 này. Tháng 11 là sức khỏe tốt nhất. Đó, tháng 10 và tháng 11 là sức khỏe tốt nhất. Đấy. Và tài lộc ấy thì tháng 10 và tháng 12, à tháng 11 và tháng 12 là nhiều tài nhiều lộc nhất, nhiều tiền nhất. Đấy. À cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. À xin cảm ơn.